chào, Hòa Bình đây. Bật máy lên một cái là mấy đứa nó giạt ra hết, giạt ra góc hết. Antisocial. Ừ, tại vì thực ra nhá, thực ra nhá, tại vì antisocial nên mới ở đây với nhau. Không nên antisocial media. Vâng, chúng tôi đều là những người làm media, làm truyền thông, nhưng chúng tôi antisocial. Đây là một điều mà rất là nguy hiểm nha mọi người. Dạ, không, em cảm ơn. Vlog ngày hôm qua thì người bạn mà tham gia cùng mình đã nói rằng lần sau bạn ấy sẽ đến phá Tam Giang. Nhưng mà Mai ơi, nếu bạn đang xem vlog này thì mình đã ở đây trước bạn rồi. Nhờ công của Phục. Thực ra thì mình cũng ở nhà cả ngày rồi ấy. Từ hôm qua cũng ở nhà ấy. Cho nên bây giờ được ra ngoài như kiểu sống chuồng. Và mình đã chuẩn bị xoài với mật ong và chanh. Để chị gọt xoài cho mọi người. Cái góc này đẹp chưa ta? Góc nào để cho mọi người nhìn thấy được đây là phá Tam Giang. Ở đây hơi khó. Có ai biết là cái phá thì nó nghĩa định nghĩa là gì không? Giáo dục là con đường bò. Đúng rồi. Nên vì thế thấy bảo là ở đây á, nhiều, nói chung là nhiều tôm cua cá đặc biệt. Và cả thực vật thì cũng sẽ phong phú. Laguna, dịch từ tiếng Tây Ban Nha. Hệ thủy vực nước lớn nhất Đông Nam Á. Mình đang ngồi ở một nơi gọi là lớn nhất Đông Nam Á về hệ thủy vực nước lợn. Để gọt xoài xong rồi kể chuyện cho mọi người nghe. Mình còn sợ là nóng ấy, mình mang thêm cái quạt ấy. Cảm thấy rất là thừa. Ra một nơi gió lồng lộng như thế này mà còn mang quạt. Nhiều khi kiểu quạt, lo lắng. Quạt cả nóng máy. Quạt bị nóng. Ừ, nóng máy. Đúng rồi, bật lâu nóng máy. Khả năng cao. Ở trên YouTube ấy, là nếu mà có dao lên là bị hạn chế đúng không? Yeah. Mà dao của mình là hình bông hoa. Về cơ bản không phải là dao. Về cơ bản, về cơ bản nó là một tác phẩm nghệ thuật. Ô này, lại thỏ này. Thỏ everywhere, dạo này mọi người gọi mình là thỏ ấy. Xong hôm nay mình lấy cái dây buộc tóc ra để mình kiểu nói chung lấy trong vội vàng. Tự dưng bây giờ lại thấy biểu hiện của chú thỏ đâu ở đây. Lúc nào có nhìn được không? Thả lư là thả gì? Dân đi thả lư là thả gì? Ngồi trên một cái thuyền sống đá dài bằng cả. Cho chị hỏi là với phá Tam Giang ấy thì bây giờ nó đang có ý nghĩa về lịch sử hay đang có ý nghĩa về sử dụng để làm gì là chính? Đó, bài phá Tam Giang như người ta vừa để đánh bắt thì là sao? Đánh bắt thủy hải sản này thì làm gì nữa? Làm du lịch. À, cái du lịch cộng đồng ở phá Tam Giang sẽ như thế nào ấy? Sẽ có theo như em hiểu thì hiện tại nó có rất chia theo nhiều làng, thì có làng kiểu về nông nghiệp, có làng kiểu về nông nghiệp thì nó sẽ dịch vụ cộng du lịch cộng đồng của nó sẽ cho người dân khác người du lịch chủ trồng lúa. Wow, tức là khi mà đến phá Tam Giang là được xuống ruộng để trồng lúa. Nhưng nếu như không phải là mùa, ừ, nếu không phải mùa thì không thu hoạch. Thường thì không phải là mùa thì cái bên nông nghiệp nó sẽ rất ít khách du lịch để tới. Hầu như là ở phía bên làng nông nghiệp thì người ta sẽ sử dụng dịch vụ stay rất nhiều. Còn nuôi thì dịch vụ có thể được gọi là sử dụng quanh năm, nhưng mà nó chỉ được chạy trong vòng 4 tháng thôi, còn 6 4 tháng. Sau khoảng tầm khoảng 10-11 thì là mùa bão thì mọi người sẽ không chịu được. À, mùa bão thì phải đi tránh bão. Thế thì mùa đấy thì dân làm gì để ra tiền để sống? Cũng là đánh cá. Nhưng mà thay vì cái thay vì ở đấy thì họ đánh bắt luôn ở trên đường. Hơn nữa họ có thể làm du lịch 4 tháng và ăn cả năm.
cả. Du lịch của bên ở núi sẽ có thả lư, bắt cá, đạp chìa. Cái gì? Em nói cái từ cuối đó chị nghe không rõ. Đạp chìa. Đạp chìa là gì? Đi bắt chìa nhưng mà người ta bắt bằng tiếng. Chìa là con kêu con mấy cái con nhuyễn thể mà có vỏ cứng đấy hả? Dạ. Thích cái tâm lý mà một năm ấy có 12 tháng làm 4 tháng đủ ăn cả năm, 8 tháng còn lại không phải làm ấy, chị thật cảm thấy thú vị nha. Không, một cái là cứ mỗi lần mà bảo vệ tất cả những cái nhà choi ở phía ngoài phá thì coi như là mất sạch, là họ bị ngập ấy hả? Là của đi luôn, có nghĩa là bảo thì không còn cái gì ngoài đó. Là mỗi năm họ sẽ phải làm lại một cái mới. Đó là lý do vì sao người dân ở phá người ta hiện tại đang rất ngại làm như được vì không có bất kỳ một cái chỗ thực sự chắc chắn cho họ về sinh kỳ cả. Tức là họ làm tròi tạm thôi, chứ còn nó làm tròi vẫn có người làm đúng không? Tức là năm nào họ chấp nhận cái việc là mất một cái tròi. Thì cái chi phí nó cover được thì cũng ok. Ẩm thực ở Huế thì tùy từng vùng mà sẽ có đặc sản đúng không? Thế ở khu Phá Tam Giang này thì là đặc sản là có gì? Khu cả. Người ta bảo là riêng hải sản, riêng thủy hải sản ở khu Phá sẽ có cái vị ngọt đúng không? Đúng rồi, vì nó là nước lợ đúng không? Mà riêng ở Phá Tam Giang thì nó có khác thì Phá con lại nữa. Như nào? Thực ra là bởi vì ở đấy có cái quà cá kinh siêu đặc biệt. À, tức là cá kinh là một cái loại cá to? Không, không to lắm, thằng người ta ngón tay như đi. Ba mà thơm. Nó có cái cảm giác đặc biệt sâu. Thương quá à? Thương các bạn cá. Cây này là kênh chỉ có mọi người sẽ chỉ thấy ăn thực vật. Nửa cái clip là mình đang ngồi gọt xoài đúng không? Đây là trải nghiệm gọt xoài ở Phá Tam Giang. Khéo tay hay làm. Chỉ có sưu tầm được hai câu chuyện, có ai muốn nghe chuyện về Phá Tam Giang không? Đọc cho nghe. Nó là hai cái kiểu như truyền thuyết ấy về Phá Tam Giang. Có một câu thơ liên quan đến vùng này. À không phải một câu thơ, một bài thơ bốn câu, biết không? Thầy chú nha hô. Bài này là của bài ca dao chứ chị thôi. Có một bài ca dao 4 câu. Biết câu 4 câu này không? Phải để im một câu nhá. Đọc chỗ này. Thằng nào cũng như miêu. Đúng. Đấy. À. À. Miêu mua sửa con thơ mua sân được được nhé. Cũng mô sửa chú nha hô sửa bản tốt nha. Đúng rồi. Biết lý do vì sao lại là sợ. Cái thả em nhớ là có một cái tích gì đó. Ở bên chỗ cả trò đủ trả. Đi sau nó có một cái ám thơ. Mình học đại học đấy, mình phải biết cái này chứ. Chị không biết có cái tích đấy, chị chỉ biết là ngày về cái vấn đề địa lý ấy thì nó là giao điểm của các con sông. Cái cửa biển thì hẹp nên là có nhiều cái vùng xoáy. Thế là nếu mà tàu thuyền đi qua những cái vùng nước xoáy đấy rất dễ bị lật. Mà bị lật như thế thì còn ai dám đi nữa. Nên là mỗi lần mà đi qua, phải đi qua đây thì mới vào được kinh Huế, kinh thành Huế. Muốn thượng kinh là đều phải đi qua đây. Ơ đúng rồi, đúng rồi. Chị có thấy cái chuyện đấy đấy. Nguyễn Khoa Đăng. Ông tên là Nguyễn Khoa Đăng. Theo sách Chuyện kể dân gian Thừa Thiên Huế thì Nguyễn Khoa Đăng loan tin là sẽ có thể dùng thần công để bắn sóng thần trừ họa. Nhưng mà đấy là một cái tích thôi. Tuy nhiên là có thật. Có thật thì là ông làm một cái việc khác. Ông làm một việc khác, tức là nhiều khi ấy, thực ra đây là PR nha mọi người. Ông ấy làm những thứ rất là đơn giản. Hả? Nghe Mai hiểu nhiều như còn bao bên kia. Ờ Mai cho mọi người nghe luôn cái câu chuyện này. Ông ấy làm một cái việc khác nhưng mà ông ấy nói vống lên. Thực ra đánh hỏi kia. Đấy là làm màu. Kia. Ok, vẫn dựa trên sự thật. Nghệ thuật có thêm một cái tích khác. Đã là có từ thời xưa. Đây này cái việc, nhưng mà để kể nốt cái việc ông ấy làm trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí. Thì cái sách này là một cuốn sách mà ghi lại lịch sử nhá. Và lịch sử thì nó phải là sự thật. Thì ghi là hồi đầu thì Nguyễn Khoa Đăng đào đường kênh thác thông sông để giảm bớt thế nước. Từ đấy sóng bớt dần, thuyền đi lại thuận lợi. Tức là thuyền đi được như bây giờ ấy, là do Nguyễn Khoa Đăng đã đào được cái con kênh để giảm bớt cái sự hẹp của cửa biển và làm cho cái nước nó dịu hơn, nó không còn xoáy ở ngầm nữa.
thế nhưng mà lại có một cái câu chuyện modify lên, thần thánh hóa lên là bắn thần công vào một cái con quái vật ở biển à, đúng không, kiểu kiểu đấy. À, về Quảng Điền Thừa Thiên Huế hỏi bà Tơ hầu như ai cũng biết, để mình hỏi mọi người. Mọi người có biết bà Tơ là ai không? Nghe đến bao giờ chưa? Tơ bà Nguyệt. Không phải ông Tơ bà Nguyệt, đây là bà Tơ nhá. Bà Tơ ta. Về vùng đất này. Đúng rồi. Miếu bà Tơ ngày nay còn ở làng Bắc Vọng, Quảng Phú. Thì theo ông trưởng thôn có nói là đây là một cái giai thoại từ ngày xưa. Trong một trận thủy chiến trên phá Tam Giang hơn 400 năm trước, chúa Nguyễn Hoàng cùng đoàn tùy tùng bị truy đuổi. Quân lính đang ra sức chèo thuyền thì bị đứt quai chèo. Tình thế nguy kế cận kề. May thay ngư dân Trần Thị Tơ là người làng Bắc Vọng đang làm nghề cá trên phá đã nhanh chóng dâng mớ tơ hay còn gọi là tay lưới, giúp quân chúa Nguyễn bện lại tay chèo. Nhờ đó, chúa cùng đoàn tùy tùng thoát hiểm. Cảm kích ơn cứu mạng, chúa Nguyễn Hoàng ban cho bà một ân huệ. Trước sự chứng kiến của đông đảo bề tôi cùng dân chúng, chúa Nguyễn đã thả bã mía trên sông Bồ, phía trước làng Bắc Vọng. Bã mía xuôi theo dòng đến đâu thì bà Tơ được quyền cai quản đến đó. Wow, hay không? Mọi người có bã mía không? Dạ. Bà bị gái tại đấy. Ừ. Mình thả bã mía đến đâu thì mình được cai quản đất đến đó. Bỏ luôn. Bã mía xuôi theo dòng đến đâu thì bà Tơ được quyền cai quản đến đó. Bã mía trôi theo dòng nước rồi dạt vào bờ, và đó được xác định là nơi xa nhất trong giang phận được quyền canh tác và khai phá của làng Bắc Vọng. Không biết thực hư câu chuyện ra sao, chỉ biết rằng cư dân làng Bắc Vọng có quyền canh phá và khai thác ít nhất từ đầm Hà Lạc ở phía thượng nguồn phía Tam Giang cho đến vùng chỗ bã mía nay thuộc địa phận thôn Mai Dương, Quảng Phước. Thì nghĩ là nó cũng sẽ rất là rộng, tôi dòng nước không biết đến đâu luôn á. Tại miếu thờ bà Tơ vẫn còn hai câu đối nói rõ về công lao của bà. Mặt nước hưởng nhờ ơn Vũ Lộ, dây tơ cứu khỏi trận phong ba. Về sau khi bà Tơ mất thì chúa Nguyễn cho xây miếu thờ. Từ đó đến nay, người dân Quảng Điền xem bà như thần chuyên phù trợ vượt qua hiểm nguy mỗi khi có việc ra biển. Tưởng nhớ công lao của người đàn bà huyền thoại cả trên sông Bồ lẫn phá Tam Giang, dân làng Bắc Vọng vẫn tổ chức cúng tế thường niên vào dịp Minh Niên nhằm ngày 11 và ngày 12 tháng Giêng là đầu năm. Lễ tế miếu của bà Tơ được đưa vào chương trình của lễ hội sóng Tam Giang. Mình nghe những cái câu chuyện ngày xưa này này. Chị nghe những cái câu chuyện ngày xưa này này thì chị thấy là hình như là ngày xưa mọi người sống rất biết ơn. Kể cả một vị vua nhá, một vị chúa nhá, vẫn biết ơn và lập miếu rồi ban tặng rất nhiều thứ cho một người dân bình thường. Chỉ là một ngư dân bình thường nhưng mà giúp người ta đúng lúc, giúp vua, giúp chúa đúng lúc thì xây miếu thờ rồi còn làm thành một cái gọi là một vùng đất để cho cai quản luôn. Mới nữa đấy. Chỗ này đẹp quá để mày đứa mà, ơi. Nhu cầu sổ mới, mày cu nào đấy. Đâu? Đấy, cu là đang làm ngục đấy đấy. Oh my god. Đó. Nghệ thuật, nghệ thuật. Ê, chỗ này đẹp quá. Mình đang ở trong làng, làng này tên là gì ta? Đây là làng Ngư Mỹ Thạnh và trong khu làng này thì rất nhiều bức tranh như vậy, và đây là bức tranh mình thích nhất nên là mình quay lại cho mọi người xem. Trời có màu xanh, màu hồng, đẹp quá đi. Chỗ này là khu chợ nổi ở trong làng. Thường thì mọi người sẽ ra đây và thuê một con thuyền rồi bơi ra giữa phá. Ở giữa phá thì nước sẽ trong sạch hơn, cho nên là mọi người thường ra đó để chèo súp và thậm chí là bơi nữa. Chợ nổi này thì buổi sáng cũng có bán đồ trái cây hoa quả thì phải.